Thế giới diệu kỳ. Tập 74. Đấu bò Tây Ban Nha. Chuyện gì thế? Cậu không nghe chuông điện thoại sao? Nghe máy đi. Alo, Luân ca nghe đây. Luân ca, tiến sĩ Chris đây. Tiến sĩ Chris, cháu tưởng ông đang ở Tây Ban Nha chứ? Đúng vậy, nhưng ta quên mang tài liệu rồi. Cháu có thể đưa chúng tới cho ta được không? Được ạ, cháu sẽ chuẩn bị đồ và tới Tây Ban Nha ngay. Tiến sĩ Chris, có chuyện gì sao? Ông ấy để quên đồ và muốn chúng ta mang tới đó cho ông ấy. Chúng ta sẽ tới Tây Ban Nha sao? Tuyệt thật, tớ luôn muốn tận mắt xem các cuộc đấu bò. Tớ sẽ đi chuẩn bị đồ ngay đây. Nhìn kìa, đằng kia có đông người quá. Chuyện gì vậy nhỉ? Tớ nghĩ là đấu bò đó. Đấu bò, mau tới xem đấu bò trực tiếp đi. Không được, chúng ta còn phải mang tài liệu tới cho tiến sĩ Chris mà. Ông ấy đợi chút được mà. Willy, này Willy, đợi tớ với. Trận đấu bò sắp bắt đầu rồi. Quang hô, hay quá đi. Quang hô, quang hô, mau bắt đầu đi thôi. Lân ca, sao đấu sĩ lại phải phất mạnh dạy đỏ đó nhỉ? Tớ nghĩ là do con bò ghét màu đỏ đó. Hoàng hô, hoàng hô, hay quá, tuyệt vời. Nhìn kìa, đấu sĩ lấy ra một cái phi tiêu rồi. Ôi tuyệt quá. Quang hô, hay quá. Cảm ơn các bạn. Quang hô, thành công rồi. Thật tuyệt vời. Quang hô, hay quá. Quang hô, cảm ơn, tôi yêu các bạn. Trận đấu xong rồi, mọi người cũng đã đi hết rồi. Chúng ta cũng đi thôi, khoan đã. Gì nữa, cậu có muốn biết cảm giác đánh bại một con bò không? Cái đó nguy hiểm lắm. Hơn nữa, tiến sĩ Chris đang đợi chúng ta mà. Đồ mèo nhát gan, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều vui đó. Willy, thôi được rồi, tớ chịu cậu. Làm sao mà cậu có thể đấu bò khi chưa luyện tập chứ? Bình tĩnh đi, tớ đã thấy họ làm thế nào. Tớ sẽ làm được thôi. Đây rồi, những con bò ở trong này. Cửa khóa rồi. Chìa khóa ở ngay đây. Cậu cần chiếc áo choàng đen đó để làm gì? Bò không thích màu đỏ mà. Thế nên tớ nghĩ choàng cái này lên sẽ làm nó dịu lại. Được rồi, tới đây đi Plonka, giúp tớ một tay nào. Là mọi chuyện ổn cả. Kéo đi, kéo mạnh hơn nữa đi, Plonka. Tớ thấy có vẻ như nó không hung hăng chút nào. À đúng rồi, chúng ta phải dùng tấm vải. Cậu cầm lấy tấm vải đỏ, đánh lạc hướng của con bò đi. Cái gì? Sao lại là tớ? Đây là cơ hội để chứng minh cậu không phải là mèo nhát gan đó. Thôi khỏi, cảm ơn, tớ không cần đâu. Dũng cảm lên Plonka, tớ sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho cậu. Cậu chắc là chuyện này ổn chứ? Tất nhiên rồi, tin tớ đi mà. Nhưng tớ sợ lắm, Willy. Con bò đó không phản ứng gì với màu đen. Vậy mình choàng cái này lên là an toàn rồi.
Cố lên, Luân ca, cậu làm được mà. Tớ ở ngay sau cậu đây. Cậu rất dũng cảm mà, Luân ca, cố lên. Chúc may mắn nha. Cứu tôi với. Ôi không, nhầm rồi. Anh bà ơi, tôi mặc áo màu đen mà, đâu phải mục tiêu của anh đâu. Willy gặp rắc rối rồi. Cứu giúp Blanca, cứu tớ, mau nghĩ cách gì đi. Làm sao bây giờ? Cho tôi đi mà, cứu tôi với, đừng đuổi theo tôi nữa mà. Cẩn thận đấy, Willy. Cứu với, thả tôi xuống đi mà. Tránh ra đi, Blanca, tớ sẽ lùa nó vào giường. Ôi trời, suýt nữa là tiêu rồi. Ui da, đau quá. Willy, cậu không sao chứ? Con bò đó bị làm sao vậy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Ta biết ngay là các cháu ở đây mà. Tiến sĩ Russ, cháu có thắc mắc về kỹ thuật đấu bò à? Đúng vậy, cháu cứ tưởng bò chỉ tấn công vật thể có màu đỏ thôi chứ. Để ta giải thích cho các cháu hiểu. Thực ra những chú bò bị mù màu, đỏ hay đen không có gì khác biệt với chúng. Loại bò nhạy cảm với những vật thể bay phất phới và tấn công chúng. À thì ra là như vậy, nên cháu mới bị tấn công. Các cháu có mang tài liệu tới cho ta không? Tôi chết rồi. Sao thế? Tớ nghĩ tớ bỏ chúng trong chuồng bò rồi. Cái gì? Thế giới diệu kỳ, tập 75, mối thù giữa chó và mèo. Những bông hoa trong vườn của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Đó là bởi vì chúng ta đã tưới nước cho chúng hàng ngày đấy. Ra khỏi đây, bạn không được chào đón trong khu vườn của chúng tôi. Hãy kiếm ăn ở nơi khác đi. Đi. Khoan đã, đừng gây gắt như vậy, Willy. Hãy nhìn chú thỏ tội nghiệp đó, cậu ấy rất đang đói lắm. Cứ để cậu bạn nhỏ đó ăn đi, Willy. Được thôi, miễn là đừng ăn qua là được. Dây này, ăn đi. Tớ thực sự không hiểu sao chúng ta phải tưới đây 2 lần một ngày chứ, thì nó hữu ích mà. Lên ca, đứng lại, ra khỏi đây, cút đi. Mi đang làm hỏng thảm cỏ của bọn ta. Có nghe không hả? Mi không được chào đón ở đây. Cút đi. Mình chưa bao giờ thấy Blanca mất bình tĩnh như thế này trước đây. Mau cút đi cho khuất mắt ta. Ta sẽ cho Mi biết tay. Giờ Mi sẽ phải ân hận vì đã gây sự với ta. Ôi trời ơi, không hay rồi. Bình tĩnh lại đi, dừng tay lại, Blanca. Thật là... Cậu sao vậy, Blanca? Khi con thỏ đến nhà ăn cỏ, cậu đã rất tốt với nó. Chó con chỉ mới dẫm vào bãi cỏ thôi. Vậy mà cậu lại nổi nóng lên gây sự. Sao thế? Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ không thích mấy con chó lắm. Cậu không thích chó à? Trước đây, cậu có bất kỳ cuộc xung đột với chó không? Xung đột? À có, tớ nhớ là có một lần. Ôi trời, tránh đường nào.
Ghét thật. Ta đã bảo tránh đường rồi mà, Mi không nghe thấy ta hét sao? Mi nói đó là lỗi của ta sao? Và bắt đầu từ đó, hả? Chỉ vậy thôi sao? Có một lần khác, khi mình đang ăn thịt đùi, thì... Được rồi, đủ rồi, Blanca. Tớ nghĩ tớ biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Hả? Nhưng tớ còn chưa bắt đầu mà. Tớ chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó giữa cậu và cháu con. Hiểu lầm. Để tớ đi nói chuyện với cháu con xem sao. Vậy chúng tôi sẽ đợi bạn ở đó nhé. Blanca, tớ đã nói chuyện với cháu con rồi. Giờ cậu đi làm quà với cậu ấy đi nhé. Ừ, thôi được rồi. Blanca, lại đây đi cháu con. Chúng ta cùng bắt tay kết bạn nhé. Được chứ? Cậu đang dậy đuôi sao? Ồ, tớ hiểu rồi. Cậu ta đang khiêu khích tớ. Cậu ấy có dãy đuôi đâu, có vẻ như cậu ấy đang thể hiện sự thân thiện của mình đó. Đúng vậy, tớ có cảm giác hai người có thể hòa hợp với nhau mà. Tớ nói có đúng không, Blanca? Blanca, gương mặt đó là sao vậy? Có vẻ không tốt rồi. Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ chứ. Tớ sẽ không kết bạn với cậu ta đâu. Nè, Blanca, đợi đã, chó con. Cậu có biết tớ phải khó khăn thế nào mới nói chuyện được với chó con không hả? Cuối cùng cậu lại làm hỏng hết cả. Tớ đã mất cả một khúc xương ngon lành đó. Đó không phải là lỗi của tớ. Cậu ta đã khiêu khích tớ. Cái gì? Cậu ấy khiêu khích cậu? Tớ có thấy vậy đâu. Cậu ta vừa dãy đuôi, vừa chạy về phía tớ. Đó là một cử chỉ khá thù hận đối với tớ. Theo tớ được biết, chó dãy đuôi có nghĩa là thân thiện mà. Hả? Theo tớ biết thì không phải thế. Cậu ấy không có ác ý gì đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Tớ mong là như vậy. Vậy là mọi chuyện rõ ràng rồi nhé. Cậu còn giận chó con không vậy? Tớ không giận cậu ta, chỉ là không thích thôi. Sao lại thế? Không lẽ các cậu sinh ra là đã không thể hòa hợp với nhau sao? Tớ không biết. Chắc trong sách có câu trả lời đó. Ừ. À đây rồi. Chó và mèo đã có mối hận thù với nhau từ xa xưa. Rất lâu trước đây, mèo và chó có kích thước tương tự nhau trước khi tiến hóa. Cả hai đều ăn các loại thực vật nhỏ. Do đó, chúng thường tranh giành thức ăn. Và sự thù địch này được truyền đời cho đến ngày nay. Cạnh đó, sự khác biệt về thói quen sinh hoạt và cách thể hiện tình cảm cũng góp phần làm nên mối thù truyền kiếp của họ. Ồ, tớ hiểu rồi. Cậu ta đang khiêu khích tớ. Cậu ấy có dãy đuôi đâu, có vẻ như cậu ấy đang thể hiện sự thân thiện của mình đó. Do đó, hành động thể hiện lòng tốt của một bên có xu hướng bị bên kia hiểu sai. Ồ, thì đã... Thế giới diệu kỳ. Tập 76. Loài cây dưới dòng nhựa như sữa. Willy, giờ cậu có thể bắn rồi đó. Được. Chà, cậu bắn hay thật đó, Willy. Tất nhiên rồi, tớ là thiên tài mà. Diện tích thiệt hại trên quả táo khoảng 38%. Đó không phải là kết quả tốt nhất của tớ. Tớ muốn cậu tính diện tích thiệt hại trên cây.
Willy nhìn này, có chất lỏng màu trắng đang chảy ra từ vết cắt. Cây đang chảy máu. Chảy máu. Trong sách nói sao vậy? Ở đây nó nói rằng thực vật không có hệ thống tuần hoàn máu. Vậy đây là gì vậy? Nó có màu trắng và đặc. Nó trông giống như sữa. Đây nhất định là một cây sữa. Cây sữa? Có loại cây như vậy sao? Thì có những cây bao báp này ở châu Phi, thế nên có thể ở đây có cây sữa đó, đúng ha? Để tớ thử xem sao. Sao cậu lại dừng lại thế? Cậu biết không, tớ không nên làm vậy thì hơn. Chắc cái cây còn bị sốc vì bị bắn, và nó có thể ảnh hưởng đến mùi vị của sữa. Thế nên tớ sẽ chăm sóc cho nó cho tới khi nó bình phục hoàn toàn. Và khi đó chúng ta sẽ tận hưởng dòng sữa chất lượng nhất. Chẳng phải như vậy sẽ rất ngọt sao? Dọn cỏ sạch sẽ rồi. Làm giường khó hơn mình tưởng rất nhiều. Willy, tớ về rồi đây. Cậu đang làm cái gì ở đó vậy? Tớ đang tắm cho cây. Sao cậu lại nhảy múa thế? Tớ muốn nó được nuôi dưỡng bằng nghệ thuật, để nó có thể tạo ra dòng sữa đẳng cấp hơn. Tớ không nghĩ rằng cây cối hiểu được nghệ thuật. Có vẻ như những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp. Này Plonka, lại đây, tới đây. Plonka, cái đó để làm gì thế? Đó là máy bơm nước tớ mượn từ tiến sĩ Chris. Nhìn này, với máy bơm này, chúng ta có thể lưu trữ lượng sữa thừa. Tuyệt vời, giờ ta bắt tay vào việc thôi. Ừ. Nó hoạt động rồi. Chà, rất nhiều sữa đó. Đúng vậy. Không thể đợi để nếm thử nữa rồi. Có rất nhiều sữa mà. Cứ như là thiên đường vậy nhỉ? Sao thế? Miệng của cậu, Willy, nó bị dính chặt lại rồi. Cố lên, tớ sẽ trở lại ngay. Có được không? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Đừng lo lắng, Willy. Tớ sẽ tìm cách để mở miệng của cậu ra. Chim gõ kiến có thể mở được những cái thùng cứng. Vậy thì miệng của Willy... Tớ có ý này. Đợi chút nhé, Willy. Tớ biết phải làm gì rồi. Anh gõ kiến ơi. Anh gõ kiến ơi. Bạn em gặp chút rắc rối. Anh nghĩ anh có thể mở miệng cậu ấy ra không? Đúng người rồi đó. Sẽ đau một chút thôi. Chịu khó nhé. Được rồi. Huyệt quá. Willy, cố lên. Cố mở miệng của cậu ra đi. Được rồi. Giờ tớ có thể mở miệng được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh gõ kiến. Không có gì. May mà cậu không sao.
Sao miệng của cậu lại bị dính vào nhau? Tất cả là vì cây sữa này. Em đã uống thứ sữa khủng khiếp mà nó tạo ra. Và cuối cùng gặp rắc rối. Cây sữa? Đây không phải là cây sữa. Nó là một cây cao su. Cây cao su? Thân cây cao su có nhiều đường rãnh nhỏ chứa một lượng lớn mủ. Và khi vỏ cây bị cắt ra, mủ giống như sữa sẽ chảy ra từ thân cây. Mủ cao su có uống được không? Không rõ nữa. Nhưng nó nói rằng mủ cao su có thể được sử dụng để làm lốp xe. Vậy đi mưa, găng tay cao su và hóa chất công nghiệp. Lốp, giày đi mưa và hóa chất công nghiệp. Này Willy, cậu ổn chứ?